Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ đang là 6 giờ chiều tối thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2019, tức là ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch. Thì hiện tại thì cửa hàng Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn chúng tôi đang bốc và xếp xe một chiếc kệ TV cũ tái chất liệu bằng gỗ Vũ Ta Quảng Bình siêu VIP, và là một chiếc tủ kệ TV gỗ cực gần luôn. Cái kích thước của chiếc tủ kệ TV này là dài là 2m40. Thì chiếc kệ này thì chúng tôi đã giao lưu với anh Thuận. Anh đến từ khu 1 ngã tư Trôi, Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Thì anh Thuận ở ngã tư Trôi thì cách cửa hàng của chúng tôi chừng tầm 5 cây số. Thì chiều nay thì anh và bạn anh lúc 3 giờ chiều đã đến trực tiếp cửa hàng Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn của chúng tôi và xem rất kỹ cái sản phẩm này, và anh đã quyết định là mua, giao lưu và ủng hộ cửa hàng của chúng tôi cái món sản phẩm như này. Thì để cho linh động thì cửa hàng của chúng tôi 6 giờ chiều nay là xếp xe và cho thợ là đi bàn giao và lắp đặt trực tiếp tại nhà cho anh để đúng như cái yêu cầu của anh. Thì quý vị nào mà quan tâm đến một trong những sản phẩm như này thì có thể liên hệ trực tiếp cho cửa hàng của chúng tôi thông qua số điện thoại 0985 230 858, hoặc quý vị có thể nhắn tin Zalo, Facebook, Viber theo cái số điện thoại tôi vừa đọc ở trên để lấy thêm thông tin và cái hình ảnh chi tiết nhất cũng như là giá của cái sản phẩm mà quý vị muốn quan tâm. Và đây là hình ảnh khi mà chúng tôi đã đến nhà anh Thuận. Anh đến từ khu 1 ngã tư Trôi, Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Thì chúng tôi đã đến nhà lúc hiện tại bây giờ đã là 6 giờ 30 buổi chiều tối rồi. Đó, thì chúng tôi đang chuẩn bị là lắp đặt và bàn giao cái kệ TV này, cái sản phẩm này cho anh Thuận tại nhà. Đó, quý vị có thể nhìn thấy là đây là nhà anh, thì không gian rất là đẹp luôn. Và nhà đã có một bộ ghế móc rồi. Và chúng tôi đã kê và lắp đặt xong cái chiếc kệ TV này vào đúng nơi mà như là chủ nhà mong muốn. Để quý vị có thể thấy là một trong chiếc kệ này là một trong những chiếc kệ gụ gần và siêu VIP của cửa hàng Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn chúng tôi. Đó, chiếc kệ này nó kích thước cực khủng luôn, là 2m40. Và chúng tôi đã kê xong, và thì còn một chút nữa thì nó do là cái nền nhà nó cập kênh một chút, hoặc là do cái chân nó cập kênh một chút, thì anh Thuận anh đang cắt cái bìa cát tông ra để đệm cho nó chặt. Đó, và đây là cái không gian nhà anh Thuận đây, quý vị có thể tham khảo thêm là đây là trên này là bức Thuận buồm xuôi gió. Đó, đây là những cái nhà tầng để kê những cái sản phẩm đồ gỗ cũ và mới. Để quý vị nhìn đây, những bộ móc rất là đẹp luôn. Để chúng tôi đăng lên như này để cho quý vị có thể là tham khảo thêm nhiều cái không gian nội thất đồ gỗ mà cửa hàng của chúng tôi bán ra, để cho quý vị có thể là tham khảo một cách chân thực và chi tiết nhất. Thì nhân dịp video clip này thì cửa hàng Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn chúng tôi cũng rất là chân thành cảm ơn anh Thuận. Anh đến từ khu 1 ngã tư Trôi, Hoài Đức, thành phố Hà Nội, đã đến trực tiếp cửa hàng Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để mua, giao lưu và ủng hộ cửa hàng của chúng tôi những món sản phẩm này. Thì nhân dịp đây thì cửa hàng của chúng tôi cũng xin được kính chúc anh Thuận và toàn thể gia đình là luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn thì gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công. Thì quý vị nào mà quan tâm đến những cái món đồ như này thì có thể đến trực tiếp tại cái địa chỉ là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội, qua trực tiếp cửa hàng Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để có thể chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn những cái món sản phẩm mà cửa hàng của chúng tôi trưng bày. Thì quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên cho chúng tôi một like, một chia sẻ và đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà cửa hàng về mới nhất và thường xuyên nhất, và hơn nữa để cho cửa hàng của chúng tôi ngày càng phát triển hơn để lấy thêm động lực để đi sưu tầm và làm ra và sản xuất ra những cái món đồ siêu VIP và đỉnh cao, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường để phục vụ tất cả các quý vị và quý khách hàng ở trên mọi miền Tổ quốc. Thì sau đây thì tôi cũng xin phép được dừng video clip về tại đây. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.